Rồi bây đầu giờ dọc theo cái xe cả đoàn chạy đang mẹ được tới á. cái nghĩa địa, một nơi coi như là khủng khiếp nhất nước Úc. Kinh nè, đây nè, quẹo quẹo. Yes, anh em cẩn thận nha. Đó, đầu dọc theo mấy cái này nè. Vô chơi đi nít con. Mày mới đèn chim mà nó kinh vậy. Rồi, mở cho mọi người thấy. Ủa mới thấy cái móng gì trên đây trời. Rồi bây giờ đi xuống. Rồi mở đèn đầu đi. Nè thì giờ phải đeo này, đúng là thì giờ phải đeo con. Đeo thì mới thấy mới. Cầm giùm cái. Đừng cầm, không thích cầm cầm. Hưng cũng có mà. Rồi đi. Ủa hay có nó ba lần hay có thì nha. Chỗ có đèn sáng coi. Rồi bây giờ mình sẽ đi hướng nào? Ở trên còn cái đầu. Trên nào, đi đâu? Ở trên. Ở trên đúng không? Không, cái này không có hay bằng ở trên kia. Trên kia hay hơn. Trên kia cảm giác nó ghê rợn hơn. Cho tao đi giữa. Đâu, quay bên kia hả? Quay bên kia hả? Đi thẳng lên luôn. Thẳng lên luôn. Đây nè. Có, không nó có được. Nó có được. Đi ké thì chịu tốt nhất. Tại ổng ngập ổng chạy không nổi á. Đi ké hàng ngớm mẹ nó chạy nhanh lắm, chạy đéo lại đâu. Đèn anh tiện không Diệu? Ừ. Cũng phải mà anh Diệu, anh Diệu chiếu đâu không anh Diệu. Thì tao đi. Cái này á là giống như đèn xe hết Việt Nam thôi. Ngoài ra ngoài chỗ chợ trời bán đầy. Anh lên đây phải không? Đi vô đường này để em mấy đường mới đi thôi. Em lòng đó, chiếu đâu tao không thấy đường lắm. Đâu đi lên đây phải không? Lên đây luôn hả hay sao? Ở đây mấy thằng đĩ khùng nữa sao rảnh hơi lắm. Thì em ở đây ai đi chơi đi chỗ xa đâu ai cũng gần. Ừ. Đi xác nhà đâu cũng qua đâu. Vô đây luôn. Thôi đi thầy có đường kìa thầy. Đồ, đi ra đường. Đường sạch sẽ đi bụi quá, củi kiểu mũi nó cắn tôi với mẹ tôi luôn, hai con cái đồ tôi mới lên nó cắn ba nhát rồi trời. Thấy là phải chụp hình. Bởi vì nó thấy đâu. Vô đây ha. Vô đây, vô. Chỉ lên. 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 Thầy kiếm cái trần đạt lên. Đúng tay hả? Ừ. Nè có ghế nè. Ngồi ghế đi. Nhìn thằng ghế nè. Ngồi. Thì giờ quay đi. Quay gì? Đi ngủ về đi chứ, đi vòng vòng đi chứ. Trời, cắn quá, đi chứ ngồi mới cắn đi sao nữa. Bây giờ người ta đạp lên luôn ta. Chia đầu lại. Về đường nào thôi. Đi vô đây. Đi vô đi, đi vô ngoài. Ừ. Đi nè, sao đâu đang cỏ không nè. Chỗ cỏ là được, không đâu đi. Chứ thấy cỏ là đi thôi. Đi
Thôi tôi để tôi tìm cái cây nó đập đập cho có con gì nó ra tôi bớt. Má đi đổi đường không nói. Tôi đi bên kia có một người vô rồi đó. Lẳng dùng cái đi. Đi ngã heo là Hưng nó đi dẫn trước đi đường đi soi cho Hưng. Thì đi theo Hưng mà. Quay xuống đất kìa, thì quay trên trời không nghe nói gì đâu. Quay xuống này mấy cái này mới sợ vô này, quay trên trời không có thấy cỏ cây gì đâu ai cả. Có tin nào, có tin nào khi có chuyện gì mỗi thằng chạy hướng không? Có khi nào mỗi người chạy hướng không? Mà chỗ này vẫn còn thấy bóng xe bóng người, có đâu sợ trời. À. Đâu phải chỗ này đâu. Đâu chụp hình được đâu. Chỗ này đâu, chắc phải chỗ này đâu. Chỗ mà có nhà thờ thì mới đúng. Ừ. Hồi nãy à. Ừ, chỗ đâu có gì đâu hết rồi. Em có cái áo cam nè. Chuẩn lông chim đẹp ha. Nè mấy anh em đứng như để quay lại cho mặt mũi mấy anh em cho có hình ảnh coi. Giữ giữ nhìn coi. Hả? Có không? Nhìn ra xung quanh có không? À, giờ nhìn gương. Ừ. Ớn quá ông ơi. Nó theo gương rồi không về nhà luôn hơn không? Ê, 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 chịu. Hả? Chịu. Gì? Chịu là... Chịu là... Hết ra, xong chụp hình đi. Trời chụp đi đi. Mày về coi cái đó có gì thì về. Ở đây nè, tôi có cái biển nhỏ ngoài đường kìa. Gì? Nè đây có cái biển nhỏ ngoài đường. Ê, selfie đi, selfie gửi cho tụi nó coi. Selfie gửi cho bà con coi. Biết đâu tụi nó sẽ thấy sau lưng mình có thêm gì không vậy? Tập tập sát kìa. Mấy đề này không biết bao lâu rồi. Đã từ xây từ được bao giờ? Và những người này là những người như thế nào? Bao lâu rồi? 78 tuổi. Trời ơi, đọc em cũng nhìn vô nó thì sẽ đọc nó. Đọc nó ở mình tưởng niệm. Đọc đúng sao đây nó đừng có giỡn. Sao đây lại đúng như dội lên vậy đó. Còn đọc tên không? Sao tôi nhẹ lên vậy? Đang đọc nó đang ngủ rồi đọc đúng tên nó lên bây giờ. Ừ. Không chụp hình lâu gì đâu vậy? Chụp ơi. Chụp mọi người nè. Chụp mọi người chụp gì vậy? Chụp mọi người nè. Bây giờ thầy về ô cái đèn dập tắt hả? Tắt đèn hay tắt đèn cháu à. Cháu gì? Cái đèn thì dịu đâu? Hả? Đèn gì? Phải có... Rồi xong. Không, thôi nguy rồi thôi hay có chờ luôn. Thôi. Mẹ. Bé mẹ. Ủa sao nó tắt màn hình nó tắt luôn rồi nào? Tắt cái đèn thôi. Ủa sao nó bấm nguồn vậy? Không biết hay nó gớt cút nguồn ra chồng. Tao mắc đáy quá tụi, tao mắc đáy ghê. Đi về chỗ đó đéo với em đáy, để em đáy nữa em đáy luôn. Đáy rồi, bọc cu rồi, bổ. Mày quay vậy hả? Hôm nay nói vụ dân đi bắt ma mà không có được khoe tiền gửi đi. Cái này cái hình dáng hình đòn cái gì đó. Ừ, những cái này cặp cái thôi nè. Đó cái chừng. Cái này tôi quay cho.